Hello quý vị, đây là tô hủ tiếu khô tôi vừa mới gọi ra. Đây quý vị, ta có một tô hủ tiếu khô ha. Đây là quý vị nhìn này, này có thịt bằm, thịt heo bằm, hủ tiếu ở dưới này, rau sống, hẹ. Đấy. Bên này chúng ta có một chén nước lèo. Đấy, xương này như sườn non, sườn heo non. Đây là rau ha, giá trúc. Đấy. Còn bên này là bạn của Phú này, tô hoành thánh. Đấy. Rồi, nhìn khá hấp dẫn đấy quý vị ơi. Rồi, mời quý vị nha. Đây, cho miếng tương vào nha quý vị ơi. Tương ớt này, ớt tươi, mấy miếng ớt tươi nha quý vị ơi. Đây rồi, trộn lên thôi, lát nó bị dính vào quý vị ơi, dính bệt vào á. Miếng giá vào. Rồi, cũng mời quý vị ăn sáng nha. Thử miếng coi. Nhìn hấp dẫn quý vị, khá hấp dẫn. Ồ, nó dính vô hết rồi. Cũng ok quý vị. Húp miếng nước lèo. Ngon mà. Lâu lắm mà không đi ra ngoài ăn, quay cho bị coi. Này mình nãy giờ mình để lâu quá nó bị dính vô hết rồi, dính bệt vô. Ăn liền luôn thì nó tơi, nó ngon hơn. Giá trục. Cho miếng nước này vô cho nó đỡ dính. Dính quá. Cho nó đỡ dính cho tơi tơi này, đỡ dính. Quán này nằm ở ngay cái hẻm Tịnh Xá Ngọc Hòa quý vị. Đường Nguyễn Thành Đồng. Nó dính quá, cho hết cái nước lèo vô ăn luôn đi cho đỡ dính. Đây là sườn non, sườn heo non. Mềm. Thank you.
bỏ cái nước này vô ăn nó vừa ăn, nó đỡ bị dính, nó dính quá. Bốn cục thịt sườn non. Thịt xay này. Giá trục. Quá ngon. No quý vị ơi. Đi ăn sáng đang đói. Ăn hết. Hết sạch luôn. Quá no. Có nước đá sẵn nè quý vị. Uống nước đá. Tính tiền luôn nha chị ơi. Bao nhiêu vậy chị? Dạ, 80 em gửi. Dạ. 80 ngàn, 2 tô.